Hôm nay mình muốn gửi tới mọi người một mẫu bàn tay của một người phụ nữ sinh năm 1982, đó là tuổi Nhâm Tuất. Mẫu bàn tay này hiện tại đang công tác và lao động bên nước ngoài. Và từ khi đi nước ngoài thì cuộc đời của họ đã thay đổi một cách rất bất ngờ. Cuộc sống của họ sẽ được cải thiện hơn, kinh tế khá hơn, không còn quá túng thiếu vì của cải vật chất. Nhưng mẫu bàn tay này vẫn được đánh giá là mẫu bàn tay chưa thực sự hoàn hảo, bởi vì gặp nhiều trắc trở trong chuyện hôn nhân vợ chồng. Sau đây mình sẽ xin phân tích từng đường chỉ để cho mọi người cùng nắm bắt và căn cứ vào những cái dấu hiệu này có thể tự xem cho chính bản thân mỗi chúng ta. Nói đến cái phần phân tích chỉ tay, chắc nhiều bạn sẽ hỏi là đường chỉ nào sẽ nói lên chủ nhân mẫu bàn tay này có số đi xa và có số xuất ngoại. Sau đây mình cũng xin chia sẻ luôn để cho mọi người cùng nhận biết, đó là ở vị trí gò thái âm, tức là vị trí mình khoanh tròn đây. Nếu bàn tay của ai trên vị trí gò này xuất hiện mấy cái đường chỉ hướng lên. Đấy, ví dụ như này này. Đây cũng được là một cái nét đậm để hướng lên này. Thì được gọi là đường chỉ xuất ngoại, du lịch. Báo hiệu người đó, công việc của họ sẽ thường phải đi đó đi đây, nhiều nơi, nhiều chỗ. Và số họ đi xa sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn là ở trên đất quê hương. Nhiều người có đường chỉ này xuất hiện trên gò thái âm, ở quê hương họ sẽ chả làm ăn được cái gì, hết thất bại này tới thất bại khác. Nhưng mà một khi đi xa quê hương, họ làm lên công danh, lập lên cơ đồ, cuộc đời mang nhiều màu sắc tươi sáng hơn. Vì thế, những bạn nào hiện tại đang ở trên đất quê hương mà vẫn thấy chưa làm được bao nhiêu cả, tiền bạc làm được bao nhiêu, bay biến hết bấy nhiêu, không giữ được lại, mà trong bàn tay các bạn xuất hiện trên gò thái âm nhiều đường chỉ hướng lên như thế này, đây sẽ là một cái tín hiệu nói lên bạn phải bỏ quê hương mà đi lập nghiệp ngay thôi, đừng có chần chừ nữa, bởi vì đất quê hương không đãi người. Và cũng có một cái dấu hiệu nữa thể hiện là người sẽ có số phải đi xa và có số đi xuất ngoại, đó là về cuối đường chỉ sinh đạo nó sẽ ra làm đôi. Đấy, sẽ là người số phải đi xa, xa quê hương, xa xứ để lập nghiệp. Nhưng mà cái dấu hiệu này ở cuối đường chỉ sinh đạo nó còn phản ánh thêm một cái điều kiện nữa, đó là dù có đi xa bao nhiêu lâu đi chăng nữa nhưng mà về cuối đời họ vẫn phải trở về quê hương, trở về nơi mình sinh ra. Và ta sẽ đi phân tích cuộc đời của chủ nhân mẫu bàn tay này thông qua đường chỉ sinh đạo, vị trí mình khoanh đây. Đây là đường chỉ sinh đạo. Cái đường chỉ sinh đạo trên mẫu bàn tay này thì ta thấy cái đoạn đầu nó rất là mờ lạt. Đấy, từ khoảng từ năm 1 tuổi lúc sinh ra cho tới năm ngoài 33 tuổi, đó là cái thời điểm mà cuộc sống của họ rất là kém, chất lượng cuộc sống rất là kém, kinh tế không có mấy khá giả. Đấy, sinh ra trong một gia đình gọi là trung bình thôi, không có đủ điều kiện kinh tế, tài chính không có tốt. Vì thế quãng đời thời thơ ấu và thời trẻ của họ sẽ là những cái chuỗi ngày vất vả, thiếu thốn, không có được đủ đầy. Đại khái là xuất thân vất vả đấy. Nhưng từ khoảng năm 35 tuổi đổ ra, đấy là kinh tế của họ sẽ khá lên. Bởi vì từ cái thời điểm đó đấy, xuất hiện mấy cái đường chỉ hướng lên rất là đẹp. Mọi người có thể nhận biết. Mình vẽ cho mọi người coi này. Đấy, một đường chỉ hướng lên này, hai đường chỉ này, ba đường chỉ này, bốn đường chỉ này. Đấy, đây đều là những cái đường chỉ tài đạo, mang lại sự may mắn. Người sở hữu những đường này vào thời gian nào trên đường chỉ sinh đạo, nó sẽ báo hiệu là thời gian đó chủ nhân có mẫu bàn tay đó, tiền sẽ vào, kinh tế sẽ khá, làm ăn sẽ được, tài lộc sẽ phất lên. Nhưng khi ta để ý chạy được một quãng nữa thì đường chỉ sinh đạo xuất hiện một hai đường chỉ hướng xuống hơi mờ. Đây là dấu hiệu dễ tin người, cả tin người, rồi giúp người cho vay mượn không lấy được lại. Đấy. Qua trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay này, chủ nhân mẫu bàn tay cũng chia sẻ thật với mình là đã cho người thân, anh em, họ hàng, bạn bè vay mượn với số tiền khá lớn, nhưng xong rồi toàn bị họ giật hết và không lấy được lại. Rất là chia buồn với chủ nhân mẫu bàn tay này. Vì thế, những bạn nào mà đang sở hữu tiền bạc trong tay mà thấy trên mẫu bàn tay các bạn xuất hiện những cái đường chỉ thoát tài, nó hướng xuống, nó rẽ xuống đường chỉ sinh đạo như thế này đây, thì hãy lưu ý về vấn đề tiền bạc nhé, cho vay mượn hay là ký kết giấy tờ hoặc đứng ra bảo lãnh cho ai cái gì đó phải hết sức cẩn thận, không là có hồi là mình phải chịu thua thiệt đó. Mình cũng đã xem cho rất nhiều người
đã bị tán gia bại sản mất hết cũng chỉ vì cả tin người. Đấy, cho bạn bè này, người thân xung quanh này, vay mượn tiền bạc này, đứng ra bảo lãnh cho họ rồi mất hết. Họ phủi phui, họ đi trốn, rồi chính bản thân mình phải đứng ra để chịu trận. Và khi ta quan sát kỹ về phần cuối đường chỉ sinh đạo, ta có thấy những cái vết cắt ngang rất là mờ, mọi người tinh mắt có thể thấy rõ. Đây là những vết cắt ngang này. Cái điều này nó sẽ phản ánh đó là về cuối đời, chủ nhân của mẫu bàn tay này sẽ hay gặp bệnh tật, đau ốm và toàn những chứng bệnh nan y khó chữa. Uống thuốc vào thì hết, mà hết thuốc thì lại đau lại. Cái bệnh sẽ bị tái phát liên tục mà không có thuốc nào mà chữa khỏi được. Chỉ đỡ ngay phút chốc đó thôi chứ không bao giờ khỏi hẳn được. Đấy. Thì đường sinh đạo về cuối của ai sở hữu những vết cắt nhiều như thế này sẽ là dấu hiệu suy yếu về sức khỏe. Hết sức cẩn thận. Ở cái khoảng thời gian này nó sẽ báo hiệu từ ngoài 50 tuổi đổ ra nhé. Từ ngoài 50 tuổi. Đấy là bệnh tật nó sẽ đổ ra rất là nhiều. Và qua cuộc trao đổi với chủ nhân mẫu bàn tay này, chủ nhân mẫu bàn tay cũng đã thừa nhận với mình rằng hiện tại đang bị chứng đó là bị thoát vị đĩa đệm. Đấy, cũng đã bị từ lâu rồi. Và cái chứng bệnh này sẽ đi theo tới suốt cuộc đời đối với chủ nhân mẫu bàn tay này thì thực sự là chia buồn. Và ta sẽ đi phân tích tiếp, đó là đường chỉ tâm đạo, vị trí mình khoanh. Đây là đường chỉ tâm đạo. Đường chỉ tâm đạo này được đánh giá là đường chỉ tâm đạo đậm, thể hiện là người có tâm, thể hiện là người có tâm tốt, luôn luôn sống và hy sinh cho người khác. Đấy. Thấy người trong cảnh khó, cảnh khổ, luôn luôn đưa tay ra giúp đỡ. Đấy. Nhưng mà nhiều khi cái tâm tốt đó mà đặt vào không đúng chỗ, có khi lại tạo tội. Đấy. Để khiến cho người ta lợi dụng và lừa gạt. Thì cái điều đó mình vừa ví dụ rất là cụ thể rồi, cho vay mượn không hồi lấy lại. Và trên đường chỉ tâm đạo này xuất hiện có hai cái củ lao. Nếu ta tinh mắt ta sẽ nhìn thấy một củ lao này, nó hình tròn này. Đấy. Và hai củ lao. Đấy. Người nào sở hữu củ lao trên đường tâm đạo cũng là chuyện vợ chồng của họ sẽ gặp trục trặc và dễ xảy ra đổ vỡ phân ly. Và một cái dấu hiệu nữa nó cũng nói lên đó là đường hôn nhân của mẫu bàn tay này đây. Có một đường chỉ nó cong, nó hướng lên luôn. Đấy. Đó là dấu hiệu vợ chồng sẽ xung khắc, mâu thuẫn nhiều và dễ xảy ra đổ vỡ. Chủ nhân mẫu bàn tay cũng đã thừa nhận với mình rằng là đã ly thân chồng được 8 năm rồi và hai người không có ở bên nhau nữa và rất ít liên lạc qua lại. Và mình tin chắc là đối với những cái dấu hiệu cụ thể trên đường chỉ hôn nhân và đường chỉ tâm đạo này sẽ khẳng định chắc chắn là chủ nhân mẫu bàn tay này sẽ không có thể nào nối lại được với người chồng của họ. Và ta sẽ đi phân tích tiếp, đó là đường chỉ trí đạo. Đường chỉ trí đạo của mẫu bàn tay này không được đánh giá cao. Lý do tại sao? Bởi vì nó mờ quá. Có một cái vị trí này thì nó đậm thôi. Đây, cái mình khoanh tròn này thì nó đậm thôi. Còn cái giai đoạn đầu của đường trí đạo nó rất là mờ. Nó thể hiện là người năng lực kém, không có tài quản lý, không có đầu óc tính toán giỏi. Đấy, chính vì thế không có thể đứng ra làm chủ hoặc làm việc lớn được. Mẫu bàn tay này chỉ có đi lao động và đi làm thuê thôi thì sẽ tốt ở cái mảng đó. Còn nếu đứng ra làm chủ hay là tài quản lý nhiều người làm lớn, chắc chắn sẽ không làm được và sẽ đổ bể, sẽ thất bại. Nếu chủ nhân của mẫu bàn tay này có theo dõi được cái video này thì hãy nghe lời mình, hãy chỉ đi làm thuê thôi, làm công ăn lương sẽ là chắc chắn nhất. Hiện tại đang lao động ở nước ngoài thì một tháng cũng kiếm được 30-40 triệu đó. Nếu cứ tích góp như này đến khoảng ngoài 50 cũng được một cái số vốn khá khá. Rồi sau này về có thể mở một cái cửa hàng nho nhỏ, tự tay mình đứng lên buôn bán, rồi cũng sẽ có một cái cuộc sống yên ổn mà thôi. Và một cái điều may mắn nữa xuất hiện trên bàn tay này, đó là trên gò kim tinh. Gò kim tinh thì nổi cao, đầy, sẽ là người có sức khỏe. Thời trẻ của họ sẽ rất là sung sức và họ làm việc rất là nhiệt huyết. Kèm theo nữa là có mấy cái đường chỉ nó hướng lên này, mọi người thấy không? Đây đều là những cái dấu hiệu có quý nhân giúp đỡ. Họ bước ra đời hay gặp được nhiều quý nhân, người tốt giúp đỡ, nâng đỡ cho họ vào những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều khi cuộc đời của họ rơi vào bế tắc, tưởng chừng không có lối thoát, nhưng một hồi sau đó vẫn có người đưa tay ra giúp đỡ họ, nâng đỡ cuộc đời họ lên, cứu vớt cuộc đời họ. Đây sẽ là dấu hiệu may mắn mang lại cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Và mẫu bàn tay này cũng được đánh giá là mẫu bàn tay có ý chí mạnh mẽ, quyết đoán và tính cách rất là cứng rắn, chứ không phải là người phụ nữ mềm yếu, bởi vì sở hữu ngón tay cái khá là lớn và chắc chắn.
Đấy, mọi người thấy không, ngón tay cái lớn, rất lớn mà chắc chắn, to. Những người phụ nữ nào mà tinh thần yếu đuối, ý chí không có mạnh mẽ và nhu nhược luôn luôn sẽ đi song hành với ngón tay cái vô cùng nhỏ và mỏng manh. Và một điều nữa, những người phụ nữ mà sở hữu ngón tay cái lớn, họ dạy con cái rất là hà khắc, rất là kỹ lưỡng, không bao giờ nuông chiều con cái. Vì thế con cái của họ sau này sẽ rất là thành đạt và họ sẽ được nhờ về con. Và cũng ngược lại như vậy, người phụ nữ nào sở hữu ngón tay cái quá nhỏ, mỏng sẽ là người nuông chiều con cái, không biết dạy con, dễ dẫn tới con cái hư hỏng lúc nào mà không hay. Chính vì vậy phải chạy theo con cái và khổ suốt đời về con vậy đấy. Xét về tuổi thọ, ta có thể căn cứ vào đường chỉ sinh đạo và vòng cổ tay. Cổ tay của người phụ nữ này sở hữu hai vòng rõ nét, một đường này, hai đường này là rõ nét, và kèm theo một cái đường chỉ sinh đạo không quá dài, nó chỉ tới đây rồi kết thúc thôi. Thông qua những đường nét này thì mẫu bàn tay này có thể thọ trên dưới xấp xỉ 65 tuổi, không quá cao, bởi vì chỉ sở hữu hai vòng cổ tay rõ nét và đường sinh đạo không quá dài. Và chủ nhân mẫu bàn tay này còn có lòng với đất đai, bất động sản nữa. Bởi vì trên gò thái dương, cái vị trí mình khoanh này này, xuất hiện đường chỉ hướng lên này này. Người sở hữu dấu hiệu này nên đầu tư vào đất đai, bất động sản, mua đất sẽ sinh lời và sẽ tạo được nhiều giá trị tốt khi đầu tư về đất đai. Hy vọng những điều mình vừa mới chia sẻ cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cái cách nhìn mới đối với môn xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích, hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.